tên à? Tên của ai nhỉ? Tên của những người mà mình biết. Ok, thế bắt đầu con viết này. Các bạn nhìn là bạn Tờ Linh viết nha. Bạn ấy sẽ viết tên của những người trong gia đình bạn ấy. Đầu tiên là bạn ấy viết tên ai nhỉ? Người bé trước. Người bé trước à? Bạn là Tuệ Linh, năm nay 6 tuổi nhé. Bạn vừa đi học lớp 1 được 2 tháng à? Và bạn ấy đã bắt đầu học vẽ nhé. Học viết tên, viết chữ nhé. Dương. Các bạn là kiên nhẫn, quan sát và chờ đợi bạn Tuệ Linh viết tên lần lượt. Bạn đã viết được chữ Dương là họ của bạn ấy. Và bạn ấy đã viết được chữ Tuệ. Tiếp theo là bạn ấy viết tên của bạn ấy nha. Mình viết tên của mình chứ không, em mình không thích in hoa. Đây là cái bảng của bạn Tiểu Linh để bạn ấy học. Mỗi khi đi học về là bạn ấy thường viết lên bảng luôn. Cô giáo dạy chữ gì ở lớp này bạn ấy về bạn viết. Và bạn ấy còn thích viết những cái chữ mà bạn ấy thích nữa. Bạn rất thích viết chữ. Dự kiến là bạn ấy định đi học là viết chữ đẹp. Chúng mày bạn đi học bạn bạn cứ viết nhanh viết ở với các bạn. Tiếp theo là bạn ấy viết tên của em bạn này, em gái của bạn ấy tên là Gia Linh, Dương Gia Linh. Nhưng mà em gái của bạn ấy không thích là viết chữ in hoa mà chỉ thích viết chữ in thường, cho nên là bạn ấy đang kiểu viết chữ in thường. Ok, tiếp theo bạn còn viết chữ gì nữa không? Còn. Chữ gì nhỉ? Chắc là tên của mẹ bạn đấy chăng? Hay tên của bố không biết. Viết dòng dưới con, viết dòng dưới. Bạn đang không nhớ tên của bạn mẹ bạn đang viết như nào. Nguyễn đúng không? Giỏi quá. Tiếp theo xem là cái chữ gì. Thôi. Bạn ấy đã viết được gần 4 phút rồi. Đấy, các bạn nhìn bạn ấy viết có đẹp không? Ok luôn. Được 3 chữ rồi. Nhà bạn này có 4 người, không biết bạn có biết viết tên của bố bạn hay không?